Chiều nay chúng ta cùng nhau giải tiếp bài tập số 2. Tôi sẽ cho về nhà. Cho tam giác ABC có điểm C 2 trừ 5 và đường thẳng D. Bãi xì trừ 4y cộng 4 bằng 0. Biết diện tích tam giác ABC bằng 15. Hai điểm A và B nằm trên đường thẳng D. Và hai điểm đó đối xứng nhau qua y tọa độ 2, 5 phần 2. Ở bài này chúng ta có nhận xét sau. Là gì đây? Điểm Y nằm trên chân D. Vì vậy, nếu các em giả sử điểm A tọa độ A 4y cộng 4 bằng 3 thì ta có thể tính được điểm B theo A và dùng diện tích tam giác ABC bằng 15 ta giải ra phương trình ẩn A. Ý thứ hai, giả sử điểm A nằm trên D. Khi đó A tọa độ x bằng A và y sẽ bằng cộng 4 trên 4. Do A và B đối xứng qua điểm Y nên có điểm B. Điểm B sẽ bằng như sau. Bốn trừ A và bằng 16. Trừ 3 trên 4. Để tìm được điểm B, ta chỉ cần lấy xA cộng xB trên 2 bằng 2 lần xY và IA cộng IB bằng 2 lần y. Khi đó S tam giác sẽ bằng 1 phần 2 của AB nhân với khoảng cách từ điểm C đến đường thẳng AB, đường D. Tiếp tục, ta lại tính tiếp khoảng cách từ điểm C đến đường thẳng D. Ở đây ta có khoảng cách từ điểm C đến thẳng D chính là bằng A x0 23 là 6 cộng BY0 là 20 cộng 4. Vậy bằng 6 cộng 4 cộng 4, 6 cộng 20 cộng 4 trên 5 và bằng 6. Thay vào công thức S bằng 15 ta có từ đó suy ra AB bằng 5.
A đầy bằng 5 hay với A tọa độ đã biết, B tọa độ đã biết, ta có phương trình cắt bậc 2 4 trừ 2A tức là bình phương cộng 6 trừ 2A 3 trên 2 tức là bình phương bằng 5. Giải phương trình này ta có A bằng 4 hay A bằng 0, ta có thể giải bằng máy tính Casio. Ở đây các em có thể bấm phương trình như sau: 4 trừ 2A cộng 6 trừ 3 bình phương. Quy đồng luôn, đây là 4 nhân với 2 bằng 5 bình phương là 25 nhân 4 100. Xếp xôn với gì bằng 5 chẳng hạn, ra nghiệm x bằng 4, ta giải những cái gì khác, x bằng 8 4 xếp xôn x bằng trừ 9 nghĩa bằng 0. Vậy có hai nghiệm 0 và 4, từ đó ta có các điểm A tọa độ 0 1 và B tọa độ là 4 4 hoặc ngược lại. Ngược lại.